Mọi người chào tất cả các anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Kinh Thánh. Và đầu tiên là chúng ta sẽ nói về phần cựu ước, là về phần sáng thế ký, sáng thế mục 2, sáng tạo trời đất. Thì mình sẽ tóm tắt cho gọn lại, cho bớt dài dòng. Chứ nếu mà nói theo trong Kinh Thánh thì hơi dài một chút. Mình sẽ tóm tắt lại ngắn gọn cho dễ hiểu. Đầu tiên sáng tạo trời đất. Thượng đế đầu tiên, ban đầu Thượng đế tạo ra trời đất. Lúc đầu đất không có hình thể và còn trống không, bóng tối bao trùm vật thẩm, tất cả đều là một đống hỗn độn. Và Thượng đế đã tạo ra trời, rồi đất, tạo ra các hành tinh, tạo ra mặt trời, mặt trăng, tạo ra ánh sáng và bóng tối. Ban ngày, khi mặt trời chiếu đến đâu thì nơi đó là sẽ là ban ngày và có ánh sáng. Và khi trái đất quay qua mất đi cái khoảng mà mặt trời chiếu sáng được thì sẽ về thành ban đêm. Thượng đế tạo ra đất và nước. Rồi Thượng đế tạo ra muôn loài sống trên mặt đất và những loài sống trong nước, vân vân. Rồi tiếp theo sáng tạo là người. Thượng đế tạo ra người đầu tiên bằng đất, đó chính là Adam. Sau đó lúc đó thì chưa có cây cối, Thượng đế tạo ra thêm cây cối, rau cỏ mọc trên đồng, trên mặt đất. Đó là thánh hóa ngày thứ bảy. Lúc đó cũng chưa có mưa, chưa có người cày bừa đất đai. Một nguồn nước từ mặt đất dâng lên và tưới toàn thể mặt đất. Thượng đế nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống. Rồi đến phần vườn Eden. Thượng đế trồng một khu vườn tại Eden, đây còn gọi là vườn địa đàng. Tại nơi này, Adam sống ở đây được ăn uống rau củ trái cây và gần như là trường sinh bất tử và không phải làm việc gì nặng nhọc cực khổ hết. Adam sống chan hòa với muôn loài và muôn loài cũng sống chan hòa với nhau, sống không có loài nào bắt không có con nào bắt con nào để ăn cả. Câu chuyện này cũng có ý nghĩa là khuyên chúng ta phải nên ăn uống thuần thực vật thì sẽ có lợi cho sức khỏe của con người chúng ta hơn. Tại vì tổ tiên thủy tổ của loài người chúng ta là ăn thực vật. Từ khi mà xuống trái đất này thì con người mới bắt đầu sa đọa và săn bắt những con này con kia để ăn, để thỏa khẩu dục, để ăn cho sướng miệng. Nhưng thật ra cái hành động như vậy là không có tốt, sẽ tự hại mình. Nếu chúng ta ăn tạp như vậy, sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ bệnh thôi. Cho nên lối ăn uống thuần chay dưỡng sinh là lối ăn tốt nhất cho sức khỏe của con người chúng ta. Rồi tiếp đến hôn nhân ban đầu, hôn nhân đầu tiên. Thượng đế nhân lúc Adam ngủ say đã lấy một khúc xương sườn của Adam và tạo ra người một người phụ nữ mà đặt tên là Eva. Bây giờ đây là xương từ xương tôi, thịt từ xương tôi, thịt từ thịt tôi. Người này được gọi là người nữ vì từ người nam mà ra, như trong tiếng Anh nam là male, nữ là female, chứng tỏ là trong người nữ có một phần của người nam. Và theo như sinh vật học thì
Sắc thể của người nam là XY và nhiễm sắc thể của người nữ là XX, chứng tỏ trong người nữ cũng có một phần của người nam và trong người nam cũng có một phần của người cũng có một phần của nữ tính. Nói chung là có âm và có dương theo quan điểm âm dương của phương Đông. Lúc này hai người đều trần truồng nhưng không thấy xấu hổ. Rồi đến thần là người bị cám dỗ và phạm tội. Ở trong vườn địa đàng, thượng đế cho phép ăn tất cả các trái cây, nhưng chỉ trừ một trái mà cấm Adam và Eva ăn, đó chính là trái cấm. Và con rắn đã bò vào đường địa đàng. Con rắn là hiện thân của Satan. Và con rắn cám dỗ Eva, nói con Eva rằng: "Nếu như cô ăn trái cây này, cô sẽ có được trí thông minh sáng suốt như là thượng đế." Nhưng Eva sợ lời răn của thượng đế nói là nếu hai người ăn trái cấm, hai người sẽ chết. Nhưng vì không vượt qua được sự cám dỗ nên Eva đã ăn một miếng và đem về cho Adam ăn một miếng để mà mở mang trí khôn. Khi ăn vào thì hai người mới biết là mình đang trần truồng và đã lấy lá kết lại làm khố che thân. Khi nghe tiếng thượng đế đi lại trong vườn lúc chiều mát, Adam và vợ ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt thượng đế. Thượng đế gọi Adam hỏi: "Con ở đâu?" Adam thưa: "Con nghe tiếng ngài trong vườn nên sợ vì con trần truồng nên trốn." Thượng đế hỏi: "Ai nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây ta dặn đừng ăn phải không?" Thượng đế thưa: "Người nữ ngài đặt bên con đã đưa con trái cây đó và con ăn rồi." Thượng đế hỏi: "Người nữ, con đã làm gì vậy?" Người nữ thưa: "Con rắn lừa gạt con nên con ăn." Thượng đế bảo con rắn: "Vì ngươi đã làm điều đó nên ngươi bị rủa sả giữa các tất cả các loài gia súc và thú rừng. Ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho ngươi và người nữ, dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ cắn gót chân người." Nên thực tế hiện nay con người chúng ta mà khi thấy thú dữ, khi mà nhất là thấy rắn, chúng ta sẽ thường là sẽ đập nó chết. Và con rắn thì nó không có chết, khi nó già thì nó gọt vỏ mà nó sống hoài, nó phải chịu đựng sự đau khổ bị hành hạ trong cuộc sống trần gian này mãi mãi, trừ phi nó chết thôi. Nó là cũng một phần trong kinh thánh mà chúng ta đã diễn giải ra. Thượng đế nói với người nữ: "Ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn khi thai nghén, con sẽ đau đớn khi sinh nở. Dục vọng con sẽ hướng về chồng và chồng sẽ quản trị con." Cho nên cũng đúng với lại một bên của Phật dạy là yêu là khổ, ái dục không thể thường, hưng thịnh rồi tàn suy. Cho nên nếu ai tu được, buông bỏ được bớt ái tình thì người đó sẽ bớt khổ, người nam lẫn người nữ. Ngài phán với Adam: "Vì con đã nghe lời vợ ăn trái cây ta đã truyền lệnh đừng ăn nên đất đai bị rủa sả vì con. Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn. Đất sẽ sinh ra các loài gai góc và con sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng. Con phải đổ mồ hôi trán mới có thức ăn cho đến ngày con trở về đất. Vì con từ đất mà ra, vì con là bụi đất, con sẽ trở về với đất bụi." Cho nên ý nghĩa ở đây là con người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này không ai mà sống tránh khỏi quy luật sanh tử, sanh lão bệnh tử. Khi chúng ta trở về với cát bụi qua đời thì thân xác này chúng ta cũng sẽ trở về với cát bụi. Đó là ý nghĩa trong kinh thánh là khuyên chúng ta sống phải biết tu tâm dưỡng tánh, làm theo những lời tiên hiền thánh nhân cổ đức dạy, đừng chạy theo những dục vọng của bản thân ở trần gian này quá, chúng ta sẽ dễ bị sa đọa. Rồi hôm nay chúng ta nói tới phần sáng thế 34. Lần sau chúng ta sẽ nói tiếp về phần sáng thế 45, nói về những dòng dõi khác. Còn hai người đầu tiên được Thượng Đế tạo ra đó chính là Adam và Eva.
Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc chân chính trong cuộc sống hiện tiền bên gia đình và người thân. Chào mọi người.